mời quý vị đến với những tin tức mới nhất của phiên giao dịch ngày 16 tháng 11. Thị trường chứng khoán đã có một phiên đáo hạn phái sinh đầy cảm xúc. Hầu như toàn bộ phiên, VN Index chìm trong sắc đỏ và từ sau 14 giờ, thì chỉ số đã có sự bật tăng mạnh từ đáy và kết phiên trong sắc xanh. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đóng cửa ở mức 1.125,53 điểm, tăng 3,03 điểm tương ứng với 0,27%. VN30 đóng cửa ở mức 1.132,6 điểm, tăng 0,7 điểm tương ứng với 0,06%. Dịch vụ tài chính và hóa chất là hai trong nhiều nhóm ngành tích cực nhất hôm nay. Trong khi đó, ngân hàng và bán lẻ khá ảm đạm. Về góc độ phân tích kỹ thuật, thì VN Index hôm nay đã test MA200 khi đã bật tăng trở lại ngay khi chạm vào mức hỗ trợ này. Nhiều khả năng VN Index có thể sẽ tiếp tục xu hướng tăng điểm nếu như dòng tiền mạnh đổ vào trong những phiên tới. Trong trường hợp thanh khoản cạn kiệt, có thể VN Index sẽ quay trở lại test MA200 vài phiên nữa trước khi bật tăng trở lại. Do hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh nên thanh khoản thị trường khá là kém. Xu hướng của thị trường có thể sẽ được quyết định trong phiên giao dịch ngày mai. Với các cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý thì CTR là một trong những mã cổ phiếu hiếm hoi tăng hết biên độ trong phiên ngày hôm nay sau khi công bố lợi nhuận tháng 10 lập đỉnh lịch sử. Lũy kế 10 tháng đầu năm, CTR đạt doanh thu 9.242 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế tăng 16% lên 533 tỷ. BFC cũng là một trong những cổ phiếu tăng trần trong phiên ngày hôm nay. Cổ phiếu này đã có chuỗi tăng mạnh kể từ tháng 11. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3, doanh thu thuần của BFC đạt 2.708 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, đây là con số cao nhất kể từ khi đơn vị niêm yết vào năm 2015 cho tới nay. Giá vốn quý 3 tăng 13% lên hơn 2.300 tỷ đồng. Lãi gộp đạt 339 tỷ đồng, tăng 85%. Biên lãi gộp tăng từ 8% lên 12,5% tại kỳ này. Vietcombank là một trong những cổ phiếu góp phần thay đổi cục diện của VN Index trong ngày hôm nay. Mặc dù chỉ tăng 1% khi chuyển từ đỏ sang xanh và kết phiên tăng 0,3% so với mức tham chiếu, nhưng cổ phiếu này đã đóng góp cho thị trường tới 0,42 điểm. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý có thể kể đến như là dòng chứng khoán, có VIX tăng 2,8%, CTS tăng 2,7%, VND tăng 2,4%, SHS tăng 2,3% hay các cổ phiếu hóa chất như là Đạm Phú Mỹ tăng 3,4%, Đạm Cà Mau tăng 2,7% và Đức Giang thì tăng 1,9%. Còn với các cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý, trong ngày hôm nay có thể kể đến như là MWG giảm 1%, FRT giảm 1,3%, Lộc Trời giảm 4,1%. MWG vẫn là một trong top các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng trong tháng qua. Ngày hôm nay, cổ phiếu này tiếp tục bị bán 81 tỷ đồng. Tương tự như thị trường cơ sở, thị trường phái sinh chìm trong sắc đỏ hầu như toàn phiên và chỉ bật mạnh vào cuối phiên chiều. Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng tháng 12 đạt mức 1.137 điểm, tăng tới 6,6 điểm. Trong phiên ngày hôm nay, khối ngoại mua ròng dưới 6.000 hợp đồng. Về động thái của nhà đầu tư nước ngoài thì hôm nay, khối ngoại đã quay trở lại bán ròng với tổng giá trị lên tới 204 tỷ đồng. Chủ yếu bán ròng Vinhome 88 tỷ, MWG 81 tỷ và Vinamilk 67 tỷ đồng. Trong khi đó thì họ mua dòng mạnh SSI 43 tỷ và KBC 28 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin châu Á, thị trường châu Á giảm điểm trong phiên ngày hôm nay khi áp lực chốt lời diễn ra sau phiên tăng bùng nổ vào hôm qua. Ở thị trường Trung Quốc và Hồng Kông thì đều giảm mạnh. Niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường Trung Quốc đã bị giảm do dữ liệu cho thấy sự sụt giảm liên tục của giá nhà cho tới tháng 10. Đây là một dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản của Trung Quốc vẫn chịu nhiều áp lực. Hiện tại thì lĩnh vực bất động sản đang chiếm khoảng 25% GDP của Trung Quốc. Ở phía bên kia bán cầu, chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng nhẹ vào thứ tư do dữ liệu lạm phát mới củng cố nhà đầu tư hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang đã hoàn tất việc tăng lãi suất, trong khi nhóm cổ phiếu bán lẻ thì được thúc đẩy bởi dự báo lạc quan từ Target. Cổ phiếu của Target đã tăng 17,8% và ghi nhận mức tăng tính theo ngày lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2019, sau khi nhà bán lẻ này dự báo lợi nhuận quý 4 cao hơn nhiều so với kỳ vọng do giảm bớt chi phí của chuỗi cung ứng. Kết thúc phiên ngày 15 tháng 11, S&P 500 tăng 0,16% lên 4.502,88 điểm, Nasdaq tăng 0,07% lên 14.103,84 điểm, Dow Jones tăng 163,51 điểm, tương ứng với 0,47% lên 34.991,21 điểm. Cuối cùng là thị trường hàng hóa và tiền tệ. Ngày 16 tháng 11, giá vàng trong nước bật tăng trở lại khi tăng 300.000 đồng một lượng. Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra
và chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới duy trì ở mức cao khiến cho nhà đầu tư ít mặn mà với vàng. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Phai Chi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!